បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអេហ្វីសិនយូសម្រាប់នៅអត្ថបទបាទដកស្រង់តាក់ទងនឹងការព្យាករអធិតអាកាសវិញម្ដងបាទនៅថ្ងៃទី 17ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះភ្នំពេញបាទយើងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដោយតទៅចុះទី ទីដប់7ឈ្មោះថាសូដែលនឹងធ្វើដំណើរចូលមកបែកខាងលើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020នឹងធំថយឥទ្ធិពលទៅជាវិសម្ពាធនិងសម្ពាធទៀតនៅពេលដែលចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅបណ្ដាខេត្តវាលទំនាបមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯខេត្តនៅជួរភ្នំដងរែកខ្ពង់រាបអេសាននិងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមមានភ្លៀង
dung, sạch đầy chôn đầm đắng, đáy bì sản tập hiệp ạc sạch thiết, bọn tóc bì bàn thuê ca tạm đàn nâng ca vị vọt chạy sạch đáy, nây sản tập hiệp ạc sạch thiết chỉ bọn tóc bọn tóc khơi thá, nơi thường ngay tích đọc rạm khai tổ la cho nàm bì bọn ở phần ní. Xong bì tiếp sạch cả mùi ạc thiếu lô, công phong tài sạch thật nơi lơ phía còn đà nây bọn tay Philippines. Tam cao chưa có xong bệnh tiếp sạc cảm này nâng rung cờ chôn một nông xã một chân kháng thập bốn. Hai vị vật luôn chia bản tòa bản tòa tới chia chú tị đọc rằm bì chung một thạ sụ đèl. Đó chơi đầm nà chôn một bài kháng lờ phía kháng thập bốn này bởi tây Việt Nam. Nói thường ngay tị đọc rằm bì khai tổ lá chân nằm bì bòn mà phây. Hai bàn thòm thói ạ tị bố tới chia vị xong bệnh nâng xong bệnh tiếp nơi bế chôn một đó bởi tây Campuchia. Chỉ mỗi khi nụ bọn xong bệnh tiếp bàn nâng cầm phong ốc bọn lái bì lơ Campuchia. Lạc nạ bạp ní nâng thơ áo giả ca sạch thiết nơi Prahari trên nà chạc Campuchia chạp bì thang ngay tì đọc rằm bì đọc thang ngay tì đọc rằm buôn khai tổ la chân nàm bì bòn ở phí. Mình sẽ thang đập hiệp đầu thẳng cao. Mũi bọn đá khai nơi đọc bọn vì tùm nếp rùm miền khai xìm riêng bằng tiền miền trí bạc đọc bóng bầu sát cầm phong thông cầm phong chân nắng cầm phong sứ còn đá nâng rệt đi phong bình nâng ách miền phiền thịa tràn cho bàn tò. Tì bí bọn đá khai đọc bọn chưa phân đồng rạch Kepung Reb Isan, nâng khai chọc rung đàn bộ tế Việt Nam, rung miên khai đặt đo miền chi, bà vị hế, rạch nạ kri, môn đô kri, stăng trang, trọ chết, tự bông khmúc, nâng khai cầm bông chám, nâng ai phiền thật lạc bì bằng cua tờ chrán. Tiếp bấy, đồng bón mọt giả mọt, ai miên phiền thật lạc bì bằng cua tờ chrán, nâng đưa lợp tì giả mọt, nâng ai miên phiền thật lạc chrán. Rung chim bôi nâng cho bọc bọc khlăng, nâng rổ lộ giả mọt khu vực bù. ជំរាបជីពរមានជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីទំនាបក្បែរផ្លូវទឹកជាប់តំបន់ភ្នំនិងជួរភ្នំនិងបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមមាត់សមុទ្រទាំងអស់សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងមានជាយថាហេតុក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយម bạn đang cầm phong tạm đán dàn dược chặt tục đạ lờ bà tập phụ thầm chiết hơi đang chùm đẹp chun bò miên chi bằng to bằng to tiết nóng cả rần nây ạc khá thiết miên ca bài bồ l thằng ngay tị đọc răm khai tổ lá chân nằm phì bòn ập hay làm kiên hào bà bài mặt này cứ đạc tôn đang ạ sạch đầy bọc ca rồi bọc cửa xuông thôn thiên tật nâng ổ tổ này dũng thà Campuchia dưỡng nâng rôn cho lập chù mùi tiết nơi thằng ngay tị đọc răm phì đài miên chmù thà sâu đè đại ai bằng co chỉ cho cần trả hơi nâng miền phiêng chỉ bằng to bằng to phòng này bạn chẳng bình mật chẳng khơi thả Campuchia dưỡng cùng phong tài luôn nơi tập trung nôn tập phiêng phong lần đi ba chỉ một chụp chụp bằng to tiệt bà chẳng dân miền ca vui bà rong giang khăn mà đọc bằng phong chỉ bà rọt dân bà chẳng miền đại ca phong bà giặt tăng ọc này bà con này bình mật xâm rạp ca tạm đàn tù xin nơi ạ tập bật ở Clay này.